Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu ông ta cách Casio tìm nghiệm số phức bằng cái phương pháp Newton-Raphson. Thì đây là cái phương pháp dò nghiệm số phức, ra là dò nghiệm của phương trình bất kỳ. Tuy nhiên phương pháp này thì có tính hên xui là khá là cao và nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chọn cái giá trị ban đầu để ta dò nghiệm. Nó phụ thuộc vào mức độ hội tụ cái giá trị đó. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng câu một để ta xem là những câu nào và chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là câu nào có thể áp dụng được và câu nào không, không nhỉ? Ok, rồi ta đi vào câu số 1. Trước tiên ta sử dụng phương pháp thì thầy sẽ nói qua về mặt lý thuyết một chút, nội dung của qua của phương pháp và cách bấm thôi. Ta cần tìm dò nghiệm của cái phương trình là fx bằng 0, tức là chúng ta phải đưa dạng fx bằng 0. Thì ta sẽ đầu tiên ta sẽ bấm là x này bằng là x trừ đi fx chia cho f phẩy x. Đó, ta nhập như này, được chưa? Vấn đề đặt ra ở đây là số phức thì chúng ta sẽ đạo hàm như thế nào? Thì thứ nhất là z phẩy là bằng 1. Đó, z này giống x này. Đấy, ví dụ như z bình phương phẩy thì sẽ bằng 2z. Đó. Hoặc là z ngang phẩy đạo hàm ấy thì bằng trừ 1. Và module của z phẩy thì chúng ta module z là một hàng số nên là một cái là một cái số hạng đấy, đúng không nhỉ? Là hàng số đấy thì nó chính là bằng 0. Y phẩy khi mà phẩy bằng 0. Đó. Thì có một số cái công thức để liên quan đến cái chỗ này, liên quan đạo hàm. Ok chưa? Rồi, với bài này thì trước tiên là chúng ta phải gì? Chuyển về dạng fx bằng 0 hay là f của z bằng 0 đó. Thì cái phương trình sẽ rất đơn giản thôi, z cộng với 2 cộng với y rồi trừ đi module của z bằng 0. Ok. Rồi đến đây chúng ta sẽ nhập như nào? Ta sẽ nhập là x bằng này. X nhập máy tính x bằng x. Chưa? Trừ đi f đây, coi như là fz đấy, đúng không nhỉ? Z cộng với 2 cộng với y z cộng 2 cộng y rồi trừ đi module của z rồi chia cho đạo hàm của thằng này. Đạo hàm thằng này thì đạo hàm của z là bằng 1. Đạo hàm này bằng gì? À, bằng 0, thằng này 0, thằng này cũng bằng 0. Đấy, nói chung là chia cho 1. Ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ can. Chúng ta khởi tạo x ban đầu. X bằng, thực ra nó phụ thuộc rất nhiều cái x khởi tạo ban đầu. Thì thông thường thì người ta sẽ cho là 1 cộng y là 1 hoặc là x bằng trừ 1 trừ y hoặc cũng có thể là x bằng một cái số phần thực nào đó 1 hay là 2 hay là 3 hoặc trừ y trừ kia, đúng không? Miễn sao là khi mà bấm một lúc chúng ta cảm thấy nó hội tụ là ok. Nhưng thông thường người ta sẽ hai số này đầu tiên, thử hai số này đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta sẽ thử tiếp các giá trị khác nếu như hai thằng này nó không hội tụ. Nói tóm lại là cái chỗ này nó khá là hên xui. Đấy. Cái em phương pháp này thầy cũng có một cái video, nhưng nó là nằm trong cái video tổng hợp các phương pháp khác nhau đó. Thì thầy làm cách đây khoảng 1 năm rồi, có một cái công có một cái video mà áp dụng một vài câu liên quan đến phương pháp này. Tuy nhiên thì thầy thấy nó khá là hên xui nên là thầy cũng không phát triển lên nữa, bởi vì thực ra là nó cũng theo thầy đánh giá thì nó cũng không phải là nó quá mạnh, bởi vì nói thật ra là có những câu mà chúng ta không áp dụng được. Có áp dụng được thì chúng ta thấy là khá là mất thời gian chứ nhỉ. Ok, thế vào cái bài này xem ta có áp dụng được không. Đấy, ta có thể áp dụng được không thì trước tiên ta sẽ nhập, đúng không? Nhập y hệt này. Ok, chúng ta sử dụng máy tính đây. Trước tiên thì ta phải vào không gian phức, tức là 1 2, nhớ nha, bấm số phức mà, được chưa nhỉ? Đó. Ấn x bằng này alpha bằng trừ đi. Thằng này thì chia 1 thì thôi nhé, bỏ qua luôn, trừ luôn, mở ngoặc này. Cộng với tên x nhá. Đấy, chỗ này nhập là x này. Z là nhập là x, được chưa? Cộng với 2 cộng y trừ đi module của module này. X là module của z đấy. Rồi ok. Đó. Bây giờ ta sẽ can này. Là 1 cộng y đi. Đó, bằng này. Ban đầu như này, kẻ nó đi. Đó, đây. Tiếp tục này, bằng này.
Đấy, là 0 trừ 0,8 này. À, cái số sau có vẻ hội tụ này. Có vẻ hội tụ cái phần phần ấy rồi, nó vẫn như thế này. Tiếp tục này. Đó, thằng này này, trừ 0,69 để xem nào. Đấy. Bắt đầu nhá, thằng này nó giảm này, nhưng thằng này trừ 0,78 này, thằng này hội tụ nào bằng trừ 1 rồi, ok rồi, có vẻ ok nhá. Đó. Đây. Ta nhìn lên trừ 0,76 thì thằng này trừ 0,74. Vậy người ta thấy nhìn nó có vẻ đang hướng về cái thằng phần thực này, đang hướng về trừ 0,75 đúng không? Đó, tức là nó hội tụ rồi, nó ok rồi. Đó, nhìn chưa? Nếu bây giờ đến đây nhìn mình đoán là trừ 0,75, mình thử ấn một cái can đây nhá, trừ 0,75 này, trừ 0,75 rồi trừ y. Đó, coi như mình gán lại thôi đúng không? Bằng này. Đó, là trừ 3 phần 4 0,75 trừ 3 phần 4 là ấn bằng này. Đấy, vẫn thế, ok, cứ bấm mãi nó vẫn vậy, vậy đương nhiên là bằng nhau. Vậy thì ngon quá, đương nhiên bài này được. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái nghiệm z nó bằng gì? Z bằng bằng gì đây? Bằng trừ 3 phần 4 trừ đi. Đương nhiên A bằng bao nhiêu? A bằng trừ 3 phần 4, B bằng trừ 1, và đương nhiên chúng ta sẽ có kết quả. Được chưa nhỉ? Cái này dễ rồi, chắc bạn nào 4A. 4A mà cộng với B 4 thì là còn trừ 3, trừ 1 thì trừ 4 đúng không? Đáp án là trừ 4 là D. Xong. Vậy thì đương nhiên là bài này làm được. Ngon này, đúng như nhỉ? Rồi, ok, nó hội tụ là xong. Đây, đây câu số 1 rồi nha. Tiếp tục ta sang câu số 2. Rồi, sang câu số 2. Chúng ta xem thế nào. Đây, câu số 2 của chúng ta đây. Số 2 nó có một cái đặc điểm là mô đun của Z là lớn hơn 1. Ta thấy là có điều kiện ràng buộc. Thì không biết là liệu có làm được không. Thì trước tiên chúng ta cứ làm vậy thôi. Bấm máy luôn nhá. Đấy, bấm máy này. Ok, bấm máy thì cũng tương tự như vừa rồi thôi. Không khác thế nào cả. Này. Nha. Là x bằng này. Bằng này. Rồi trừ đi biểu thức. Thằng này chuyển vế nó có sẵn rồi nhá. Trừ đi chúng ta thấy này. Đạo hàm thằng này cũng bằng một luôn này. Đúng không nhỉ? Đây chỉ mua cái z này thôi. Thằng này là bằng không hết này. Thì chúng ta trừ luôn cái biểu thức đấy thôi, đạo hàm dưới mẫu bằng một nhá, bỏ qua nhá. Z thì là x này cộng với 2 này cộng y này trừ đi này mô đun này x này rồi nhân với một cộng y này rồi ngoặc vào đúng không? Ok rồi đấy, bây giờ chúng ta can này. À, đầu tiên đi mô đun của Z lớn 1 thì 1 cộng y nó cũng lớn hơn 1 rồi đúng, mô đun là 1 cộng y đi. Bằng này. Rồi. Trừ này. Chúng ta thấy này. Cái phần phần ảo ấy, núc dương núc âm này, thằng này thì có vẻ có hướng hội tụ này. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy khá là lâu, núc âm núc dương cái này là không ổn này đúng không? Bởi vì nó phải cùng với một cái giá trị đây, cứ núc âm này, đấy núc âm này nha, thì đến đây nó lại dương này, ok chưa? Vậy anh ta nhìn này, khả năng khá là lâu sẽ hội tụ, và thực ra nó có khả năng không hội tụ được chưa nhỉ? Vậy thì vừa rồi là một cộng y là bó tay nhá, đúng không nhỉ? Thế bây giờ mình can là trừ một trừ y này xem nó có hội tụ không. Nếu cảm giác không hội tụ là thôi bỏ luôn. Có vẻ cũng thế đúng không? Bởi vì sao? Là cái thằng này này, núc âm núc dương. Đó, tức là thông thường thì nó sẽ nên ví dụ như lúc muốn âm núc dương nó sẽ kéo về, nếu giả sử núc âm núc dương này nó kéo về, nó sẽ kéo về gì? Kéo về không. Đó. Thằng này thì nó sẽ kéo, có thể kéo về 10 giá trị trừ 1. Đúng không? Đấy, có khả năng kéo về trừ 1, còn thằng này nó sẽ kéo mãi, nó sẽ kéo về không. Và nếu giả sử kéo về không mà kéo về trừ 1 thì khả năng không ổn lắm, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ bấm mãi này, bấm xem nào. Ôi, bấm thế này thì các bạn nộp bài rồi, mình mang bài mình nộp cho mẹ thì nguy hiểm quá nhỉ? Úi giời, mãi nó không hội tụ này. Đúng không? Đó, đảo dấu này. Vậy thì cái này nghe chừng không ổn, đúng chưa nhỉ? Đó, cách này, ở đây thì bài này khả năng không ổn, nó ta thử can một cái giá trị khác xem, giả sử như là 2 cộng y xem sao. Đấy. Nó lại quay về kiểu đó, đúng chưa? Bây giờ nói tóm lại là bài này là khá khó khăn đúng không?
Nếu chúng ta cứ cố cố kiết mà chúng ta gì bấm máy thì chắc là các bạn nộp bài mất rồi. Và chúng ta lưu ý như vậy, nên chúng ta khả năng chúng ta khó. Thì thực ra cái câu này là để mà bấm máy theo phương pháp Newton-Raphson thì chúng ta thấy là cái khá đấy, khá là khó đấy, đấy nhở. Đó, tại sao thì thầy làm video này, vì lý do là có một số bạn là yêu cầu thầy làm và giải thích cơ chế của nó và có cái chú ý ra đây là cái chú ý chúng ta lưu ý này. Ra cái bài này này, chúng ta thầy đã biết đáp án rồi. Đấy. Đáp án là chúng ta sẽ xem này, chúng ta nếu người ta can này, can này nha. 3 cộng 14 y phát ăn ngay này. Ăn ngay được chưa? Đáp án kết quả nó là 3 cộng 4 y, đúng không nhỉ? Đấy, nhưng mà không bao giờ các bạn hội tụ được về cái điểm này. Đấy. Bây giờ các bạn có can rất sát cái giá trị này, trừ chính xác 100% luôn. Ok. Còn nếu không là không được. Đấy, ví dụ đây nhá, can này. Đấy. Ví dụ như 3 3 1 cộng 4 y thì mình 2,9 đấy, 2,9 cộng 3,9 đấy. 2,9. Ví dụ thế. Cộng với 3,9 đúng không? 3,9 là 4 hay là 4,1 đi xem nào. Y xem liệu nó co giãn như thế nó có về không? Đây. Đấy. Đó, bây giờ anh đang đi xa em quá rồi này. Đó. Đây là 3,45 này, đáng nó phải về gì? Nó phải về 3 cơ. Và thằng này 4 đang tăng dần này. Ôi, rất là nó nguy hiểm này, nó tăng lên hơn 4 này, nó đang xa cái giá trị 4 này. Đó, thế này nó không hội tụ này. Chưa? Đấy, ui dồi, xa quá rồi, anh đi xa em quá rồi. Xa tận 22 rồi, đến 23 rồi. Thế này có mà bấm đến ngày mai cũng không bao giờ ra được kết quả, được chưa? Đấy, ui dồi. Đó. Thế nói tóm lại là chỗ này là không ổn, được nhỉ? Trong khi đó nếu làm tự luận thì thầy có một cái video rồi đúng không, làm tự luận thì chúng ta làm xong lâu rồi đúng không nhỉ. Ok rồi đấy nha, đây một cái hạn chế nha. Ví dụ câu này là thầy khẳng định là ta bấm là không được đó. Đây câu số 2, tiếp tục này sang câu số 3 ta xem nào. Câu số 3 này thì chúng ta thấy là thử xem là được không nha, xem có được không? Ok thử cái ta lại bấm này. Đây. Câu này cũng thế thôi, ta chuyển về đổi dấu x bằng này, bằng trừ đi này, phân thức này, 3 này, tiết ngang tức là số phương liên hợp đấy, option này, số 2 này, đó, phương liên hợp đấy của x, hoặc vào, cộng y, rồi đóng ngoặc này, trừ đi hai trừ rồi nhân với x chuyển vế tăng trừ 3 trừ 10. Ok thằng này đạo hàm, thằng đạo đạo hàm thằng này là bằng không này, chỗ này đạo hàm thằng trừ 1 này, trừ 1 nhân 3 là trừ 3 này, trừ 3 này, thằng này đạo hàm bằng 1 này, vậy trừ 2 cộng y này, trừ 2 cộng y này. Rồi ok, bây giờ can này. Can 1 cộng y. Xem nào. Rồi, càng ngày càng xa nhau này, có phải không? 3,5 trừ 3,5 này, trừ 4,4 này, càng đi xa nhau này. Càng ngày càng xa, vậy thì toang rồi. Cứ đi xa nhau là hỏng ăn rồi. Đấy. Thời gian này mà anh cứ đi xa em thì thôi không được rồi. Ok rồi hảo chưa, bây mình thử tiếp này, can là vừa rồi là một cũng y đúng không, về trừ một trừ y xem nào, cũng thế này, anh cũng đi xa em rồi, càng ngày càng tiến xa này, đó trừ 7 này. Đấy, bây giờ thêm cái nữa thành trừ 8 này, trừ 10 này, ôi giời xa thế này thì bao giờ mới gặp được nhau đúng không, thằng trước thằng sau xa này rồi, xa nhau quá. Vậy thì ít nhất hai cái đấy là đều không ổn rồi, đúng chưa nhỉ? Đó, can tiếp tục xem nào. 2 cộng 4 y. 3 cộng 3 y đi chẳng hạn. Giờ không sao. Này dò mà đến mai à? Đây cũng không thấy có tín hiệu nào để gặp nhau cả. Càng ngày càng tăng. Phần thực này càng ngày càng tăng đã không ổn rồi. Bao giờ hai thằng nó kéo về cùng nhau đúng không? Một thằng tăng một thằng giảm thì nó sẽ kéo về cùng nhau,
Ê, tăng thì tăng mãi này. Đó, ta đi đi mãi, anh ấy không bao giờ anh ấy ngoảnh đầu mà lại đúng không? Nói lời chia tay cái là anh ấy cứ cắm đầu anh ấy đi thôi. Anh không ngoảnh đầu lại xem mình phản ứng thế nào. À, thế thì hỏng rồi. Bỏ thôi, bỏ bỏ bỏ. Vậy thì không được. Vậy thì cách này một là chúng ta gì làm nào thấy có một cách can 100 cộng với 0,01y. Thì thực ra cái này chúng ta có sử dụng kiến thức can 100 cộng 0,01y cũng được. Cũng nhanh, hoặc là chúng ta thay trực tiếp bởi vì biểu thức này khá là dễ. Còn thầy sẽ giới thiệu ta can can 100 cộng 0,01y nhá, là 3 này. 3 nhân với thực ra là nhân chỗ này là nhân luôn 3 nhân z ngang. Cần đâu thế này, không cần phải can vì nó quá đơn giản. 2 trừ đi y với z ta nhân tung ra thì chuyển vế sang bằng 3. Thằng này thì chuyển sang là trừ trừ 3 y, vậy thì cộng với 10 y 7 y. Đấy, ta can cái thằng này này, ta dịch số này thôi, rất là đơn giản. Xem nhá, bây giờ ta xem này. Dạy can đây là 3 để dịch số thôi mà. Đó, 2 này. X này. Hoặc này, trừ đi, chúng ta chỉ can với phía phải thôi nhé, phía trái kệ nó nhé. À, phía trái thôi, phía phải kệ nó chứ lại chưa can. Nhầm. X này. Ok, bên ta can này. 100 cộng với 0,01y. Đó, kết quả này. Đó, kết quả ta có là đây là có phải không nhỉ? À, chúng ta sẽ có là 99 99,99 đúng không? Cũng cộng với 99,95. Đó. Thế là dịch số này. Ta cắt này, dịch 99 này. 99 thì có phải là bằng 100 trừ 1 đâu. Đúng chưa? Đó. Đúng nhỉ? Thằng này 0,99 thì có phải là 1. Nha. Cộng với này 0,99 thì có phải là 1 trừ đi 0,01 đâu, đúng nhỉ? Đó. Đấy, thế thì thằng này đúng nhỉ? Để xem nó là cái gì. Ô, thế khả năng thằng này nó sẽ là 100 trừ đi. Ô, sao nó không phải là 100? 100 trừ đi 0,01. 100 trừ 0,01 cộng với thằng này sẽ là nhiều nhiều. Thằng này sẽ là bằng 0,95. Ở đây 100 100 đúng không? Cộng với 1 đây. À, trừ 1 chứ. 100 trừ 1 thì chưa? Rồi cộng với bao nhiêu đây? 0,95 thì 1 ơ chết, dịch này nguy hiểm quá. Trừ đi 0,05 đúng không? Đó. Thế là mình thử xem là dịch này ok chưa nha. Y ồ giờ giờ này lâu dịch này có vẻ này sai mất à. Đó thì thằng này đương nhiên là chỗ này là hết rồi nhỉ, em có đúng không? Thì người ta sẽ có là đúng nhỉ, chứ không phải cung năm chọn đấy. Thằng này là x này, vì người ta can 100 mà, x bằng 100 cộng với 0,01y thì thằng này bằng a đi, cho là bằng a, này bằng b thì đây là a này trừ b đúng không, cộng với thằng này là a trừ 5b y bằng 3 cộng với 7 y. Thực ra mình phải thử lại xem nhé, ví dụ như bây giờ mình can thằng này là 1 1 với 1 nhé. Đấy, tức là can can lại đi, x bằng 1 cộng với y, nếu phần thực bằng 0 là ok này. Đó, phần thực không đúng không? Thì đây 4 chuẩn rồi đấy, là dịch số này chuẩn rồi nha. Được chưa? Giả sử mình can là bằng 1 với 2 đi. 1 cộng với 2y đúng không? Đúng không? Đấy, 1 đây, 1 trừ 2 là trừ 1. Thằng này 1 1 trừ đi 2 5 là 10. 9 chuẩn rồi, đấy, dịch số này ok rồi. Đó, thế bây giờ giải hệ thôi. Từ đây ta bấm máy được là gì? A trừ B bằng 3. A trừ 5B bằng 7. Đương nhiên bấm được. Bấm được A bằng B bằng. Rồi. A bằng B bằng thì tức là Z bằng A cộng BI đấy. Đúng không?
Xong. Ok, đây, làm cách này khá là nhanh, nhanh hơn đấy. Bấm kia chắc là lâu lắm. Rồi. Ok. Bằng ta chỗ này dễ, ta làm tự luận cho xong. Dịch số này là nhằng, kéo lại sai. Thế nhỉ? Đấy, tóm lại là cái SEO cần dùng những cái chỗ nào phức tạp thôi, cái gì đơn giản quá thì chúng ta cũng dùng tay cho nó nhanh, đúng không nhỉ? Ok, rồi. Ví dụ câu này. Câu này là một cái đề Long An vừa rồi thì sao, đúng không? Hình như thế. Từ làm đến xem sao. Còn theo cái cách như qua cũng được thôi, làm tương tự đúng không nhỉ? Hãy thử xem cái này có ok không. Đó. Ví dụ thằng này xem nhá, mình thử xem này. X bằng này. Trừ đi. Phân số này. 1 cộng với y hoặc x trừ đi 2 trừ đi y hoặc 2 phương liên hợp đấy thế năng trừ 3 cho đạo hàm thằng này cộng y đạo hàm thằng này là trừ đúng không, trừ thì thành cộng với 2 trừ y là bằng 3 luôn đúng không? Chọn viết rồi. Ngon nhỉ? Xong. Cái can. 1 cộng y đi xem nào. Ôi rồi. Xa lắm đúng không? Thôi bỏ. Can. Trừ 1 chữ y. Thôi cũng bỏ. Can một số thực đi. 3. Thôi cũng xa lắm. Can một số thứ 3 đi xem nào. Đấy. Ô này ngon. Rồi. Và ngon. Đấy. Hên xui chưa? May tự nhiên 3 không được. Cái chữ 3 lại ngon. Đây, chữ 3 này. Ăn ngay. Cuộc đời không có gì may mắn bằng này, nếu ví dụ trong trường hợp này là ok rồi đấy, nó thành trừ 3 cộng 2y luôn, bằng chuẩn luôn, thay vào đây bấm mô luôn thôi nha, trừ 3 cộng 2y đúng không, là trừ 3 cộng 2y thì bấm vào đây ra luôn này. 3 cộng 2y đúng không? Độ dài này 1 thêm 1 cộng y này, y này trừ đi 3 nhân với trừ 3 cũng 2y đúng không? Căn 10 trên 2 đáp án C rồi. Đáp án C. Ê, chỗ này người ta dò dò tí hên thì lại ngon nghẻ đúng không nhỉ? Nói chung là lúc đấy lại phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta xác định cái số đầu tiên. Rồi ok. Câu cuối cùng đi nhỉ. Câu này là một câu mà cái bạn có một bạn ở trên nhóm hỏi thầy, nhóm giải toán và giải toán Casio và tự luận đã hỏi thầy đây. Ok. Tôi không biết làm sao mà em dò nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử dò xem sao nha. Có phần thực dương. Rồi. Đây chúng ta sẽ làm tương tự như vừa rồi thôi nhá. Chúng ta sẽ thấy này. X bằng này. Trừ đi. Đó, cái chỗ này hên xui cực kỳ luôn đấy, x mũ 3 cộng với 12y rồi chúng ta trừ đi nhân hợp chia đạo hàm thôi, thằng này đạo hàm thì 3x bình chuyển vế sang trừ, trừ với trừ thành cộng đúng không, đạo hàm của trừ z ngang thì bằng 1. Ok. Căn đầu tiên là 1 cộng y. Có phải hội tụ. À hội tụ thì nó lại thành trừ 2 trừ y cơ. Nhưng mà có phần thực dương thì nó toàn rồi. Đó, có vẻ hội tụ nha. Căn tiếp vào đây là y đúng không? Bây giờ 1 trừ 1 trừ
ra trừ 1 chữ y thì cũng vẫn thế thôi. Bởi vì sao? Đó. Thế nhìn các bạn đấy lại hội tụ đây. Ok, mình sẽ can thử can và thực dương rồi nè. 3. Ô nhìn có vẻ ngon ngon. À, hai chữ y, ô thế lại đẹp rồi. Hai chữ y là phần thực dương rồi. Ô. Đó, đôi khi người ta cứ nháy nháy một cái số nào đó bất kỳ đấy lại ngon. Ok, đấy. Hai chữ y rồi, xong rồi. Không còn gì phải bàn nữa. Thế thì hai chữ y thì có phải là Z có phần thực dương là hai không? Cần rồi, module nó sẽ bằng mấy? 5. Ok. Đấy, chúng ta sẽ là 5. Nếu này giải tay cũng hơi mỏi đúng không nhỉ? Mũ 3 lên là thấy không? Và nói tóm lại là cái thằng này là khá là hên xui. Do đó thì thầy cũng không khuyến khích các bạn sử dụng phương pháp này, nhưng bí quá thì chúng ta dùng không sao cả. Và có số một số câu thì ta dùng cái này cũng khá là hiệu quả. Và nói tóm lại là khi mà ta thử được một vài kiểu thức mà một vài cái giá trị mà ta thấy không hội tụ ấy, càng ngày nó càng đi xa ấy, thì tốt nhất là ta dừng lại hoặc ta thử một giá trị khác. Nếu chúng ta cứ cố kiết bấm thì không bao giờ ok được đâu. Đấy. Và tóm lại là video này mang tính chất về kinh nghiệm bấm thôi, bấm cái phương pháp này thôi, trên phương pháp này nó không có gì cái gớm cả. Đấy, nó không không làm được nhiều bài, hay nói khác là không phải bài nào áp dụng được. Nó phụ thuộc khá nhiều vào cái việc mà chúng ta tìm cái điểm ban đầu. Đấy. Ok, tức là chúng ta tìm một cái điểm mà may mắn là chúng ta đi tìm sát vào cái điểm hoặc nó có tính hội tụ được, còn không là chúng ta rồi không nhỉ, ăn ngay lập tức. Ok, video của thầy thì kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.